Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 đã khai mạc vào sáng nay tại thành phố Huế. Năm nay, 127 bộ phim sẽ tranh giải ở các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình. Và công chúng đang kỳ vọng vào những bộ phim đã từng làm mưa làm gió ở hệ thống rạp chiếu. Thì cũng rộng. Hạng mục được nhiều khán giả quan tâm là phim truyện, có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng như Ròm, Gái Già Lắm Chiều Năm, Chị 13-2, Bằng Chứng Vô Hình, Mắt Biếc, Được Trăng Máu. Trong đó có cả những phim truyện nhựa trở về tranh giải khi đã gặt hái được những giải thưởng quốc tế. Cái ngôn ngữ điện ảnh nó rất là tốt, rất là dữ dội và những góc nhìn mới, những cái mạnh mẽ của giới trẻ hiện nay cũng rất là khó khăn để chọn ra những tác phẩm xuất sắc để trao giải. Phim tài liệu khoa học có chất lượng cao tham dự số lượng lớn với 52 phim, trong đó có Ranh Giới, Hiện Tượng Trong Năm Qua. Ở mảng này, đề tài được khai thác đa dạng với những góc nhìn chân thật, sâu sắc từ người làm nghề. Tạo sự thật một cách rất chân thực và sắp đặt sự thật cũng như chọn lựa theo cái ý muốn của tác giả, và nó đã tạo sự thành công của những bộ phim. Có những cái sự tiến bộ đáng ghi nhận, nó có cái sự chuyên nghiệp của những người làm phim, cái sự chuyên nghiệp của cái hoạt động điện ảnh. Hiện 7 phim truyện điện ảnh cùng hàng loạt các tác phẩm phim tài liệu và phim hoạt hình được lựa chọn để trình chiếu trực tuyến miễn phí cho khán giả trên nền tảng số VTV Go. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 20 tháng 11.